Mình bị rụng tóc hối đầu suốt 12 năm. Mình đã sống trong mặc cảm và tự ti, luôn dùng tóc dẻ hoặc đội mũ hoặc cạo trọc để che đậy. Mình quyết định chăm sóc tóc kỹ hơn và đi cấy tóc tự thân sau 2 năm tìm hiểu, và giờ mình đã thành công. Mình muốn chia sẻ hành trình cấy tóc tự thân cũng như cách chăm sóc tóc của bản thân để truyền cảm hứng cho nhiều người tự tin hơn. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Cậu Viết Thoát Khói. Vậy là hành trình cấy tóc tự thân ở phiên 2 3.001 nen của mình đã trải qua 2,5 tháng. Và với kinh nghiệm mà mình đã cấy ở phiên 1 2.000 nen của 1 năm trước ấy, thì ở giai đoạn 2,5 tháng này thì tóc chỉ mới nhú nhú thôi. Và hình ảnh mà các bạn đang thấy tóc của mình là của phiên 1 2.000 nen. Sau khi cạo cắt thì nó đã lên bình thường. Và chỉ có một ít của những cái sợi tóc ở phiên 2 mình cấy 3.001 nen nó không có rụng tạm thời. Còn ngoài ra là rụng từ 70-80% tạm thời. Các nang tóc chứ không phải là sợi tóc sẽ được cấy ghép trong quá trình mình cấy tóc tự thân. Sau khoảng 1 tuần 10 ngày thì những cái mảnh ghép này nó sẽ bong mài bong vẩy ra, và 3-4 tuần sau thì những cái sợi tóc nó rụng một cách kinh hoàng, có thể rụng nhiều hoặc là rụng ít tùy người nữa. Và việc rụng tóc tạm thời này cũng là một chuyện rất là bình thường, và cũng như là nó nằm trong cái quy trình diễn ra hiển nhiên của việc cấy tóc tự thân. Và cái việc này nó giống như là các cái nang tóc nó đang chuyển mình để mình sản xuất ra những cái sợi tóc mới. Trước khi thực hiện thủ thuật cấy tóc tự thân thì nếu như mà mình biết được những cái vấn đề này á thì mình không có lo ngại và cũng không có lo lắng gì hết, cũng không có kích động. Vì lý do này thì việc chờ đợi tóc sau khi mà cấy ghép có thể gây khó chịu cho nhiều người. Tuy nhiên thì đó là một cái quá trình rất là bình thường, và bắt đầu sau trung bình khoảng 3 tháng thì tóc nó bắt đầu mọc lên, nhú lên dần dần. Chỉ khi các bạn mà làm những nơi không uy tín thì có thể sẽ phải lo lắng về cái kết quả của mình. Một sợi tóc sẽ giãn ra 0,05cm mỗi ngày và 0,5cm cứ sau 10 ngày và 1,5cm mỗi tháng. Do đó, có thể mất tới 8-10 tháng hoặc thậm chí 1 năm để thấy kết quả cấy tóc tự thân của mình. Và trong quá trình này thì những cái vết đỏ sau khi mà mình cấy tóc có thể được coi là một cái thành phần thiết yếu của phẫu thuật và đây được xem là quá trình chữa lành vết thương sau đó. Cho nên là vết đỏ trên da nó không có nhạy cảm, cũng không có tồn tại lâu đâu, vài tháng là nó sẽ vơi bớt. Mình còn phải bảo vệ khỏi cái ánh nắng, khỏi cái tia UV để cho những cái vết thâm, vết đỏ sau cấy tóc tự thân này nó không tồn tại lâu và nó nhanh hết. Và mình là Cậu Viết Thoát Khói, các bạn có thể follow kênh của mình để cập nhật tiếp những cái hành trình thay đổi của bản thân sau cấy tóc và mình tự tin đi muôn nơi.